Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp phát triển sản xuất thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Công Thương đã chủ trì nghiên cứu đổi mới công tác xúc tiến thương mại theo hướng tăng tỷ trọng các đề án phát triển nguồn lực, ưu tiên các chương trình xúc tiến thương mại chung và dài hạn có chất lượng, chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động tổ chức hội chợ triển lãm. Với việc tham gia một loạt hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương, Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Trước những yêu cầu mới, hoạt động xúc tiến thương mại cần được nâng cao cả về chất và lượng, triển khai phối hợp đa dạng với nhiều biện pháp cả trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu tăng cường tối đa tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác này. So với những năm trước, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018 có nhiều điểm mới khi tập trung hỗ trợ các đề án trọng điểm theo ngành hàng, thị trường, ưu tiên phát triển thương hiệu cho một số sản phẩm chủ lực theo từng năm. Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2018 có 171 đề án được phê duyệt với tổng kinh phí hỗ trợ 103 tỷ đồng, tập trung vào các hoạt động phát triển thị trường, mặt hàng xuất khẩu như tổ chức tham gia các hội chợ chuyên ngành lớn trong nước và quốc tế, hoạt động đón nhà nhập khẩu nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng, cung cấp thông tin thương mại, vân vân. Theo thống kê chưa đầy đủ, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã hỗ trợ khoảng 5.000 lượt doanh nghiệp tham gia hưởng lợi, tổng giá trị hợp đồng và giao dịch trực tiếp tại các sự kiện xúc tiến thương mại nước ngoài đạt gần 9,3 tỷ đô la Mỹ và 106,82 tỷ đồng, doanh số bán hàng trực tiếp tại các hội chợ vùng đạt gần 141 tỷ đồng. Xác định rõ hoạt động xúc tiến thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều hoạt động trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng vào các tập đoàn nước ngoài. Chúng ta cũng đã làm rất tốt cái việc mà hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp Việt Nam đưa được các hàng hóa Việt Nam vào các cái chuỗi phân phối của các tập đoàn bán lẻ lớn của quốc tế ở ngay tại thị trường nước ngoài. Ví dụ là Bộ Công Thương và cũng đã ký với cái tập đoàn Aeon của Nhật Bản và có cái cam kết về của tập đoàn Aeon là năm 2020 sẽ đạt được cái doanh số hàng là 500 triệu đô la Mỹ. Hàng hóa của Việt Nam sẽ được phân phối tại hệ thống của Aeon tại Nhật Bản cũng như là ở các cái thị trường khác. Rồi là sắp tới thì Bộ Công Thương cũng sẽ ký kết tiếp tục với các tập đoàn bán lẻ khác, ví dụ như đối với Central Group của Thái Lan mà hiện nay đang sở hữu hệ thống Bixi ở tại Việt Nam, rồi Lotte Mart, rồi là Metrocash và cũng như là một số các cái tập đoàn lớn khác. Thì đây cũng là một điểm là hết sức là mới trong cái công tác về xúc tiến thương mại. Song song với các hoạt động xúc tiến thương mại tại các thị trường nước ngoài, việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, miền núi, biên giới, hải đảo là một hoạt động quan trọng. Các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước thông qua các hội chợ, hội thảo, giao thương được đánh giá cao bởi đã mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, cho địa phương. Trong năm qua, các sự kiện xúc tiến thương mại tầm cỡ được tổ chức trong và ngoài nước như Vietnam Expo, Food Expo, CA Expo đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp. Tại hội chợ Trung Quốc ASEAN CA Expo 2018, Việt Nam là quốc gia có nhiều gian hàng nhất trong số các nước ASEAN với 250 gian hàng của hơn 150 doanh nghiệp, sản phẩm tham gia trưng bày phong phú, đa dạng. Cái việc tham gia ở Expo là mang lại hiệu quả rất lớn cho cả cái Trung Nguyên. Phải nói rằng là thương hiệu Trung Nguyên được như ngày hôm nay ở thị trường Trung Quốc là xuất khẩu đến hàng nghìn tỷ là cũng nhờ bắt đầu xuất phát điểm từ cái hội chợ này do Bộ Công Thương tổ chức. Chúng tôi muốn mở thêm những khách hàng để giúp cà phê Trung Nguyên đi sâu hơn vào thị trường Trung Quốc nữa bằng các kênh siêu thị, các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Đó là cái điều mà tôi kỳ vọng. Vitis tham gia tại đây cũng đã 15 năm, cũng có xuất hiện tại thị trường Trung Quốc và duy trì theo con đường này đã 23 năm rồi. Và đối với sản phẩm Vitis thì đã để lại được cái ấn tượng rất là sâu đậm trong người Trung Quốc về cái sản phẩm mà có cái thương hiệu của Việt Nam mình. Người Trung Quốc khi mà họ tham gia trực tiếp tại hội chợ và họ được sờ tận tay đối với cái sản phẩm của mình thì họ cảm thấy rất là thấy chất lượng của mình cũng rất là tốt và họ tin tưởng rằng cái hàng Việt Nam của mình ấy, và cũng chung với các sản phẩm Việt Nam khác thì có được những cái chất lượng. Với sự tham gia của rất nhiều đoàn mua hàng lớn từ Trung Quốc, ASEAN và nhiều nước khác trên thế giới, đây là cầu nối hữu hiệu mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng tại các thị trường nước ngoài. Có thể nói, thông qua các kỳ hội chợ, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội từng bước phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng trong từng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, tiến tới xuất khẩu giá trị cao và bền vững. Liên tục trong 14 kỳ hội chợ vừa qua, Việt Nam luôn tích cực tham gia với số lượng quy mô gian hàng ngày càng lớn. Năm nay, Việt Nam tiếp tục tham gia hội chợ với 250 gian hàng, trưng bày sản phẩm và dịch vụ, diện tích trên 5.000 m2. Quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Điều này thể hiện niềm tin của các doanh nghiệp Việt Nam vào tiềm năng, cơ hội và triển vọng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại.
ASEAN-Trung Quốc. Hoạt động xúc tiến thương mại đã hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng tìm kiếm, phát triển thêm nhiều thị trường mới trong và ngoài nước. Đặc biệt, hoạt động xúc tiến thương mại đã góp phần tạo nên sự thành công của xuất khẩu trong thời gian qua, với việc xuất khẩu của Việt Nam mở rộng sang nhiều thị trường đạt mức tăng trưởng cao, đặc biệt là các thị trường mà Việt Nam đã ký kết FTA. Thời gian tới, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội để khai thác hiệu quả hơn các lợi ích từ các FTA mang lại, thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường đối tác FTA. Trong năm 2018 thì chúng tôi cũng đã làm, đó là cái việc mà phối hợp với các cái cơ quan đại diện của Việt Nam nước ngoài và thông qua các cái thương vụ Việt Nam tại nước ngoài là tìm hiểu cái thị hiếu, tìm hiểu các cái nhu cầu về xúc tiến thương mại ở các nước, sau đó thì phản ánh và kết hợp với các vụ thị trường ngoài nước của Bộ Công Thương cũng như là đầu mối là Cục Xúc tiến Thương mại để có thể đề xuất những cái chương trình phù hợp với các cái thế mạnh, các cái mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam cũng như là phù hợp với các cái hàng hóa mà Việt Nam của chúng ta hiện nay đang có cái sức cạnh tranh tốt. Và ngoài ra thì cũng có những cái biện pháp để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp Việt Nam thông qua các cái chương trình như là thương hiệu quốc gia, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh của mình để có thể cạnh tranh, có thể nói hiện nay đang rất là gay gắt ở tại thị trường nội địa cũng như các thị trường xuất khẩu của Việt Nam trong khu vực cũng như là trên thế giới. Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là tăng cường công tác đàm phán, hội nhập để phát triển thị trường và tháo gỡ rào cản để thâm nhập các thị trường mới, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu. Năm 2018, công tác xúc tiến thương mại đã đạt được thành quả đáng kể. Chúng ta cũng đã tổ chức thường xuyên các cái hoạt động và quảng bá tuyên truyền thông qua các hình thức rất đa dạng và phù hợp với thực tiễn của thương mại quốc tế, như là các cái hội chợ, các cái triển lãm, các cái chương trình quảng bá ở trong nước và ngoài nước. Thậm chí là chúng ta cũng đã tổ chức thành những hoạt động thường niên như các cái diễn đàn về thương hiệu quốc gia hay là những cái tuần lễ về tự hào thương hiệu quốc gia của chúng ta. Và trong đó thì cũng còn có rất nhiều những hoạt động đa dạng khác mà các bộ ngành như là Bộ Ngoại giao đã giới thiệu về những cái tuần lễ Việt Nam, cũng bao hàm cả những cái nội dung liên quan đến các thương hiệu cụ thể của từng địa phương, của các cái sản phẩm cũng như là của cái thương hiệu quốc gia nói chung. Năm 2018 là một năm thành công với nền kinh tế Việt Nam nói chung, đặc biệt với xuất khẩu của Việt Nam nói riêng. Theo ước tính năm 2018, Việt Nam xuất khẩu đạt kim ngạch gần 245 tỷ đô la Mỹ, vượt xa mục tiêu đề ra 213 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có nhiều mặt hàng đạt con số kỷ lục như nông sản trên 40 tỷ đô la Mỹ. Để có được thành công trên có sự đóng góp không nhỏ của công tác xúc tiến thương mại. Năm 2019, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia sẽ bao gồm các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, khả thi, tập trung vào các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường, mặt hàng xuất khẩu, tham gia các hội chợ chuyên ngành trong nước và quốc tế, đẩy mạnh tổ chức các đoàn giao thương trong và ngoài nước, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại của các vùng kinh tế, đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại. Song song với việc thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019 tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường nội địa, nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, góp phần củng cố và phát triển thị phần thị trường trong nước. Hy vọng rằng với những nỗ lực của các tổ chức xúc tiến thương mại, của Bộ Công Thương và cả các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, hoạt động xúc tiến thương mại năm 2019 sẽ sôi nổi, hiệu quả và thành công hơn năm 2018.